Quý anh chị nhà đầu tư thì hiện tại là đang có mặt tại con đường Hương Lộ 45 thuộc xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang. Và vị trí đất mà Lệ muốn giới thiệu với các anh chị hôm nay là có diện tích hơn 200m2. Và hiện tại là đã có nhà cấp 4 và một cái nhà xưởng đang ở xây dựng trên đất luôn rồi. Và mời các anh chị cùng xem hết video của Lệ hôm nay để xem tổng quan vị trí đất và ngôi nhà này như thế nào nhé. Và đừng quên like và subscribe kênh của em Lệ để nhận thêm nhiều thông tin bổ ích về thị trường ạ. Hiện trạng con đường Hương Lộ 45, cái đoạn này, Hương Lộ 45 là một cái con đường kéo rất là dài từ ở xã Vĩnh Hiệp lên đến Vĩnh Trung nha các anh chị. Thì cái đoạn này Lệ muốn giới thiệu với các anh chị là nó thuộc xã Vĩnh Trung và nó có chiều rộng là 7m nha các anh chị, đường bê tông 7m. Và khu vực xung quanh đây thì dân cư khá là đông đúc luôn. Thì với cái vị trí đất này Lệ muốn giới thiệu với các anh chị là nó có chiều ngang là 7m nha các anh chị. Hiện tại là đây cái nhà tôn á. Hiện tại là ở phía trước là làm cái có thể làm một cái xưởng này các anh chị à. Có vách, hiện tại là đã xây vách hết rồi. Đó, có chiều ngang là 7m. Thì đi vào với đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy một cái phần mái tôn nè. Hiện tại là đã rất là kiên cố và chắc chắn thì có thể làm một cái nhà xưởng đó các anh chị à. Và phía bên trong thì là một cái ngôi nhà cấp 4 hơi cũ, nhưng mà nếu mà các anh chị mua về thì vẫn có thể sửa sang và ở được nha các anh chị. Thì lại thấy là cái phần này thì mình có thể sơn sửa lại thì và ốp lát gạch thêm thì vẫn có thể là tận dụng để ở được. Và với cái vị trí đất này với mặt ngang là 7m và có chiều dài là một cạnh là 18m và một cạnh là tới 30m nha các anh chị. Vì vậy cái đuôi của nó hơi bị xéo là tới 23m. Thì hiện tại là Lệ cũng đã có những cái kế hoạch để các anh chị có thể tận dụng sử dụng cái miếng đất này một cách tối đa nhất. Đấy, thì Lệ sẽ đi sâu vào bên trong cái vị trí đất này cho các anh chị cùng xem ha. Đấy, hiện tại là tất cả các diện tích đất thì chủ đều đã xây hết mái tôn rồi này các anh chị ạ. Đó. Đấy, còn một góc phía sau thì hiện tại là để trống. Đấy, đã rào lại hết rồi. Mà về những cái phần diện tích đất của chúng ta thì hiện tại là chủ đã rào chắn lại kiên cố hết rồi và có ranh móc rõ ràng hết rồi. Thì với cái diện tích là hơn 257m2 và có 200 thổ cư thì chủ chỉ tính tiền 200 thổ cư thôi các anh chị, còn phần còn lại là sẽ tặng luôn cho các anh chị sử dụng. Và với cái vị trí đất này thì các anh chị có thể phần trước các anh chị có thể xây nhà ở, còn ở phía sau thì chúng ta có thể làm một mảnh vườn ha. Thì hiện tại là nếu mà anh chị quan tâm đến cái vị trí đất này thì hãy cứ inbox cho Lệ thì Lệ sẽ gửi cái phương án sử dụng cái diện tích đất này một cách tối ưu nhất cho các anh chị cùng tham khảo ha. Và cái các anh chị có thể thấy là cái con đường này của chúng ta thì dân cư cực kỳ đông luôn. Và nó có một cái nhược điểm là cái đất nó không được vuông vắn thôi các anh chị. Chứ còn Lệ thấy là vị trí này khá đẹp để các anh chị có thể vừa ở vừa kinh doanh luôn. Đó. Và hiện tại thì đã có giống như là cái nhà tiền chế ở đây rồi thì các anh chị có thể tận dụng vào ở. Và nếu mà cái tài chính của mình chưa dư dả lắm thì mình cũng có thể tận dụng lại cái ngôi nhà này để ở và sửa lại thôi. Và cái con đường Hương Lộ 45 này là cái đường thông nha các anh chị. Nếu các anh chị đi thẳng lên á, thì sẽ là lên các khu vực Diên Khánh hoặc là ra được 23 tháng 10 luôn. Còn nếu các anh chị đi xuống thì sẽ về hướng của Vĩnh Phương. Đó, thì đầy đủ trong cái bán kính 1 km thì đã đầy đủ các tiện ích dân sinh cho các anh chị luôn rồi. Và nếu các anh chị mình quan tâm đến vị trí ngôi nhà mà Lệ muốn giới thiệu với các chị hôm nay thì hãy gọi cho Lệ qua số điện thoại 039 338 2259 để được tư vấn chi tiết hơn nha. Hẹn gặp các anh chị ở video sau ạ.